Đợt dịch lần thứ tư bùng phát, giúp gần 20 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên cả nước phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp. Trên 70.000 sinh viên không thể ra trường, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đào tạo, tư tưởng, tâm lý của đội ngũ nhà giáo, trẻ em, học sinh, sinh viên. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để học sinh có thể đi học trở lại sớm nhất sau Tết Nguyên đán. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể cho các tỉnh thành, các cơ sở giáo dục tổ chức an toàn phòng chống dịch COVID-19 để cho trẻ em, học sinh từ 5 đến 11 tuổi đi học trực tiếp trở lại. Bộ Y tế khẩn trương tổ chức hội thảo khoa học, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và tham khảo Tổ chức Y tế Thế giới để báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục về biện pháp phòng chống dịch cho trẻ em, học sinh đi học an toàn trở lại, khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, ban hành tiêu chí xác định cấp độ dịch trong tình hình mới. Sau chỉ đạo này, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc để ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các tỉnh, thành phố thống nhất lộ trình để học sinh trên toàn quốc đi học trở lại. Cả nước hiện có 9 tỉnh, thành phố dạy học trực tiếp hoàn toàn. Các tỉnh thành còn lại tổ chức dạy học kết hợp trực tiếp với trực tuyến và qua truyền hình. Theo Bộ Y tế, việc mở cửa trường học dựa vào một số tiêu chí như việc tiêm vaccine, chiến lược xét nghiệm cho học sinh, các biện pháp quản lý nguy cơ khi có dịch trong nhà trường, tăng cường nhận thức của học sinh và phụ huynh giai đoạn đầu mở cửa. Hiện số học sinh từ 12 cho đến 17 tuổi trên cả nước được tiêm vaccine mũi 1 hơn 90%, mũi 2 đạt hơn 70%. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm vaccine mũi 2 đạt hơn 80%, mũi 3 hơn 28%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian thí điểm học trực tiếp, có 130 ca mắc COVID-19 trong trường học, chiếm 0,02%. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ này là rất thấp. Do vậy, tỷ lệ phủ vaccine cao, số ca nhiễm trong trường học thấp, và kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 của các nước là cơ sở để chuyên gia, giới chức giáo dục thúc đẩy mở cửa trường học. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các tỉnh, thành phố mạnh dạn triển khai mở cửa trường học trong trạng thái bình thường mới, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh an tâm lao động, góp phần phục hồi kinh tế và ổn định xã hội. Cần cập nhật, đánh giá mức độ dịch để quyết định linh hoạt việc tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp theo đúng tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Được trở lại trường lớp là niềm vui lớn với học sinh và giáo viên cả nước. Chúng ta thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nên việc mở cửa trường học cần những biện pháp quản lý phòng chống dịch phù hợp, tạo sự an tâm cho phụ huynh và giáo viên. Thưa quý khán giả, tình hình dịch COVID-19 ở Hậu Giang cơ bản được kiểm soát, nhưng số ca nhiễm mới vẫn còn khoảng 350 ca mỗi ngày. Tết Nguyên đán gần kề đã công tác phòng chống dịch lên mức cao. Ngành y tế tỉnh lên phương án ứng phó các tình huống dịch COVID-19 có thể xảy ra dịp cuối năm.